Câu chuyện của má muối thôn Xuân Hòa. Chia tay đoàn cựu học sinh Lam Sơn khóa 7376 tại Quy Nhơn, chúng tôi lên tàu hướng về Bình Thuận. Sau 10 giờ lắc lư trên tàu hỏa và một cuốc xe taxi dài, chúng tôi có mặt tại Phan Thiết. Hữu duyên, chúng tôi đã có mặt trong không khí tưng bừng chào đón năm du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận. Dù rằng chưa có sân bay, nhưng dường như mọi con đường đều tấp nập. Một Bình Thuận nắng, gió với những điểm đến kỳ thú của thiên nhiên. Điểm nhấn của con người là những chiếc quạt gió trắng tinh khôi in hình trên nền trời xanh biếc. Không chỉ biển xanh, cát trắng, nắng vàng, Bình Thuận còn có những đồi cát mênh mông, sôi động bởi những xe địa hình, những trò lướt ván và đặc biệt hơn nữa là những câu chuyện về chiến khu Lê Hồng Phong của những người cộng sản kiên cường, bất khuất trong biển cát mênh mông này. Một mũi né với dập dờn thuyền thúng, thuyền nhỏ, một chợ hải sản ngay bãi biển sát mép nước, những chú tôm hùm ngót nghét một cân. Một người vận chuyển đồ tại chợ nói với tôi, mùa này thuyền bè đậu ở đây, nhưng mùa kia thì tất cả sẽ neo đậu ở bờ đông của mũi né. Tôi vượt gần 500 km bằng tàu hỏa đến đây là bởi tôi có một người bạn cùng lớp hiện sinh sống tại Phan Thiết. Bạn tôi, Phan Trung Can, nhà thơ chuyển động 24 giờ như các bạn tôi thường gọi. Vợ chồng Can đã đón tiếp vợ chồng tôi thật chu đáo, thật nhiệt tình. Tôi tin rằng tôi khó có thể tiếp bạn tôi như bạn ấy đã đón tiếp chúng tôi. Vợ của bạn tôi, một cô giáo duyên dáng, là người Bình Thuận. Chúng tôi đến thăm bà cụ sinh ra cô giáo. Bà vừa ra viện được một ngày. Và đó là câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn hôm nay. Một Bình Thuận xinh đẹp mang trong mình một quá khứ hào hùng nhưng cũng rất đỗi bi thương. Má Phạm Thị Muối, năm nay 83 tuổi, là vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Đường. Nhà má ở thôn Xuân Hòa, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết. Tôi luôn có mong muốn ghi lại câu chuyện thời trước 1975 của những người dân địa phương, những nơi tôi đến. Bởi tôi muốn qua những nhân chứng có thể tự mình nhìn nhận về một thời trong quá khứ, về một chế độ mà hiện nay có một số người đang cố chứng minh rằng nó rất tốt đẹp, rằng nó đã từng rất hùng cường, vân vân. Câu chuyện của má muối và gia đình má không phải là câu chuyện riêng. Thôn Xuân Hòa vắng lặng với những ngôi nhà nhỏ trong mảnh vườn rộng lớn. Được biết, hầu như toàn bà quá. Má muối là một trong những người phụ nữ ấy. Những người đàn ông trong làng hoặc hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước, hoặc chết vì đền tội ác. Hầu hết những đứa trẻ có cha là cách mạng đều không kịp nhận biết mặt cha. Các bà quá còn rất trẻ. Câu nói của má muối như cứa vào lòng người nghe. Nếu ngày đó cách mạng không thành công thì cả cái làng này chết hết. Ông ở mất năm 68 à? Năm 68, năm đó ông về ông làm công tác mà lúc đó là êm rồi, dạ. Nhưng mà còn về nằm làm công tác để thâu thuế thâu má gì đó, dạ. Ông làm bên ban kinh tài mà ông làm bí thư nữa, dạ. Nhưng mà gì đâu có biết đâu, khai bên ban kinh tài không à. Rồi lúc đó thằng cháu nó về, nó gặp ở trên xã, dạ. Nó mới hỏi với cô khai dưỡng sao sao đó chứ. Cô đâu có biết đâu, cô khai bên ban kinh tài đó, nói cô khai sai rồi, ông làm bí thư nữa đó. Rồi thành ra gì không có biết đèo đó mà khai hết, rồi bây giờ chỉ khai ba ban kinh tài người đấy bí mật cho nên biết đâu mà khai đúng không biết. Tôi cho biết làm gì đó. Nhưng mà cái hầm đó không biết không, cơ sở nó phản nữa,
Cơ sở đó nuôi rồi nó phản lại đó, lúc chiến tranh ai biết. Nó phản lại và chết 5 người. Chết trong cái hầm đó 5 người luôn. Chứ mà ở ngoài thì ta cứ cho tin ông đưa ra thôi. Ông chết rồi, 5 người chết hết rồi ai đâu đưa. Đến cuối cùng rồi, phía mấy ở ngoài đó mới vô. Thì thấy 5 người nằm đó mà thấy còn có 4 người. Người nữa thì gia đình ta nhận được, ta đem về. Còn 4 người nằm đó thì mấy ông đào lỗ rồi chôn 4 người đó rồi. Mới nhờ địa phương á, ở trong cơ sở á, cái cảnh khác. Rồi người ta mới tới đó, người ta mới lắp lại, người ta mới làm mồ, làm mã lên. Thì cái lúc đó chạy dạng tôi đó có biết gì đâu. Tôi dẫn thiệp lên. Cái tôi tỏ đó tôi đứng với giả tôi khóc. Tôi nói bây giờ 4 cái mã này tôi không biết cái mã nào của anh hết. Thôi giờ để con thiệp đứng ở đằng xa đó. Thôi bây giờ tôi dắt con tới tôi hỏi nó có ý thích của nó muốn cái nào của ba nó. Thì tôi dắt cho tới nó đứng nó ngó một hồi cái đó. Con thích cái này của ba con nè. Đó thì nó nói như vậy thì biết như vậy thôi chứ không biết đích xác. Rồi cái ngày mà bóc cốt á là mới là tôi đi lên bóc cốt thì cũng bóc cái đó. Mà giờ hỏi thăm á thì cũng nói là cái đó. Thôi tôi cũng mừng, cũng đứng rồi là tôi mừng. Má có biết là khi mà khi mà bị hy sinh trong hầm á, 5 người hy sinh hầm thì tình huống như thế nào không ạ? Coi như cái lúc đó là lính nào ông về ông kêu tôi thì cái lúc đó là nó kêu ông lên. Lúc là kêu lên thì không lên, nhưng mà ở dưới cái liệm trái lên không à, thì nó đứng xa ra nó kêu, nó kêu lên nó bắt sóng đó. Nó bao dây hết rồi là nó cố quyết để bắt, nó bắt sóng đó nhưng mà không lên, không có lên, cứ ở dưới cái ném lên ném hết vũ khí rồi đâu nữa. Thì nó bao dây nó đi liệm xuống đó lại. Thì cái lúc đó là mấy ông chết cháy đó. Chết cháy nó lâu lên là chết cháy năm ông luôn. Ở dưới đó, ở dưới là kêu lên. Mà nó không bông lên, nhất định là chết. Không, ông nói. Khi đó mình có biết người, cái người mà phản với mình là ai không? Biết, tôi biết. Nhưng mà mình nói ra người ta đâu có nghe rồi. Ông chết xong rồi mới đưa người khác về nữa. Đưa người khác về nằm cũng ở trong cái chỗ đó nữa. Tôi đã chết nữa bây giờ. Rồi cái sau nghe rồi cái không ở đó mà ở chỗ khác. Mà tôi nghĩ là cái chỗ đó là cái cây ẩu. Cây ẩu mà đâu không có cái gì mà mình thấy mình phát hiện được. Tôi lên đó tôi thấy, tôi coi, tôi biết có cái cây ẩu đó. Thì nó nói là ý là nó làm cho phao đi, không có biết là phản lại, nuôi rồi phản lại. Nó nói là trèo lên hai cây ẩu ăn thống xuống sụp cái nắp hầm, chứ mà không phải đâu. Quay như là nó cơ sở nó phản rồi nó làm cho một người chết nữa, một người ở bên suối. Nó nói là người đó là nó không, hai người không có thân, không có thiện. Nó chỉ cho cái ông này. Ông này nó về, ở trên về giết cái ông này nữa. Tôi nói đó, chết quen người ta một mạng nữa. 5 người rồi bây giờ chết quen một mạng nữa như vậy. Thấy tội nghiệp cho người ta chưa? Thấy mà, rất là tội. Mà cái vùng này đấy, mình ở đây thì sống giữa người bên ta và người bên địch chứ. Khổ lắm cô ơi. Ở giờ 5 giờ ở đây ra thì mấy ông vô rồi, mấy ông nằm ở trong đây ông vô rồi. Và cái lúc đó là bà nó vô á, thì cái bà đằng này bà nghe rồi, bà chạy tới thì lúc đó tôi bỏng thiệp đi ra, tôi không có còn đứng chỗ bà nó nữa. Thì ông ngồi đó, cái bà vô cái ông nói chuyện là bà không à, rồi ông cũng động viên, ông nói thôi giờ mở. Bà kêu còn 5 về chứ đừng để cho còn 5 đi vậy nữa. Kêu về đi chứ không có sao đâu. Kêu về rồi nói rồi cái ông đi cái bà cũng đi chứ. Tụi tôi cũng không có nói chuyện gì hết ấy. Không có nói gì hết. Cái một lát tấu cái ông thấy vắng cái ông trở lại nữa thì bà thấy bà rình mà. Bà rình bà thấy rồi bà đem cái mấy cậu lớn gì có bà cho. Rồi ông không lấy. Ông không có lấy.
mở bán đi lấy tiền mua đồ cho mấy đứa nhỏ nó ăn, tôi không có nhận đâu. Rồi ngồi đối chiếu với bà không, rồi tôi cũng ở, tôi đi ra từ bảy từ ba, tôi bồng tôi thiệt đi ra từ bảy từ ba ở ngoài. Cái bà mới nói là tôi kêu, tôi mới nói chứ ủa chứ sao bà anh Sáu về bà chị không có nói chuyện gì với ông hết ấy. Thì cái lúc đó mình cũng kiếm chuyện mình nói cho nó trôi qua vậy bà. Thôi ông đi tôi đâu có biết ở đâu, bây giờ ông về ông bỏ mẹ con tôi chị tôi cũng giận ông. Tôi nói vậy tôi giận ông, tôi không có nói, tôi không hỏi chuyện ông được đó, tôi nói cho xui như vậy thôi. Rồi đến cái khi bà ông chết rồi cô biết không đó, tôi ở tuốt ở dưới Lạc Đạo ấy cả, mà nó dẫn 4 năm ông xuống nó điều tra, nó hỏi tôi đó, nói chứ năm Mậu Thân chị ở đâu, tôi nói tôi chạy giặt tôi biết ở đâu mà ở, giờ tôi chạy xuống đây tôi ở nó chứ. Tôi nghe người ta báo cáo, người ta nói chị là ông về chị cho ông 3 hộp cốm, ông ăn 1 hộp ra đường ông làm rớt 2 hộp. Tôi nói ai nói, bây giờ ai nói, thôi cậu dắt tới đây đi, dắt tới đây cho tôi biết cái người mà nói đi, cho tôi hỏi cho ra. Tôi giặt tôi chạy còn chết mẹ con tôi không dám bồng con tôi, mà tôi không dám ảnh, tôi không dám gì hết, tôi bồng con trước ngực tôi nói lỡ mà có chết tôi chết thay mẹ con, bồng con trước ngực nó đeo khai cái chân cái lưng khó tôi gì tôi ôm đó, còn ôm má cho chặt. Tôi chạy con một mình xóm làng, tôi chạy hết ráo rồi, tôi chạy con một mình, hai mẹ con tôi là bồng chạy chết chạy ra qua bà gì ở bên đây, bên đây tài đó. Ôm ra thì bà nói nhiều cái ác lắm cô ơi. Ở đây là nó ác nhất xứ trên đời. Nó bắt xóm làng quanh biết bao nhiêu mà nói. Còn nhiều lắm, nhiều chuyện nữa cả. Bà kể cái thằng mà nó giết anh Bội. Thằng này ngày xưa nó làm cái gì nhỉ? Nó làm có như là đi thăm báo đi cho lạp về thăm báo, rồi nó đi theo nó dựa hồi đó mà tới về để hù hỏi gia đình nào mà cách mạng hay là có theo nó hù, nó hù nó bắt nó quánh cái ông già bên kia là tổ nghiệp lũng luồng trịch ấn chúng gì đó, mà nó kêu bằng ông chứ phải ít đâu. Ông thì một ông thì đi tập kết, còn hai ông thì đi ra rừng. Nó kêu làm không nổ thì kêu mấy người đi về làm. Mà nó đạp ông già thấy thương. Tổng nghiệp vô chân. Nó đạp nó quánh ông già. Nó đạp nó quánh ông già thấy thương tổng nghiệp. Mà nó kêu bằng ông chứ mà ít được. Mà nó như vậy đó. Xóm làng này. Hồi đó nó còn sống là tan nát. Mà nó về biết bao nhiêu lần. Mà nhiệt không được nữa. Này sự bắn ông nào? Cái nhà này sự bắn ông nào? Bắn cái năm nào thì má không biết, tôi quên rồi. Cái hầu đó là nó mướn ở trong ruộng dưới đây. Nó đi làm rồi mới diệt nó được đó. Chứ cái hầu mà nó ở nhà nè. Thì mấy ông về chôn cái trái bông bi ngay cái cửa đó. Thì mấy ông dặn má thì đừng có đi qua đi lại đất đó. Không tôi không có đi đâu, đi chơi qua bên đó. Mấy ông dặn đừng có bước cái chân qua bên nhà đó. Chỗ nào người ta cũng để hết rồi. Thì cái bữa đó nó về nó tắm mà cái trái bông bi nó để chú giếng, nó hỏi chứ nó thường về nó đi tới đâu, rồi tôi có nói là nó thường tắm rồi để ngay cái giếng mà nó đổ nước đó, cái trâu lên thấy trái bông bi còn ở trong nhà nó nữa, trong nhà nó có nước trái bông bi nó lớn gì nè, nó mới sắp tới đó. Mới hỏi tôi cho chị biết cái trái gì, tôi nói không tôi làm gì tôi biết. Tôi nói cái trái này chị không biết cái trái gì, tôi nói cái trái gì ai biết. Tôi nói vậy, tôi hỏi chứ, ủa chứ cái trái gì á mà cậu hỏi tôi vậy, cái trái gì mà đẹp như vậy. Tôi nói trái này là trái Bombay rồi, tôi diệt cộng đem giờ gắn cái chết tôi rồi. Tôi nói trời ơi ai biết, tôi có biết đâu, tôi biết gì hết cái cậu ra mà. Tôi nói vậy rồi thâu, rồi sau này á là lúa trong nhà đó, nó làm ruộng đó, lúa trong nhà đó, nó để rồi nó bắt dân đánh đi, nó bắt tôi nữa. Mà tôi biết là tình hình này là tôi đem đồng gánh giấm thúng đồ tôi gỡ ở đằng kia hết, tôi không có để cái gì trong nhà hết. Rồi nó mới biểu tôi gánh, tôi nói tôi gánh mà bây giờ giấm thì giấm đất, đồng gánh thì đồng gánh giải, lấy gì gánh đổ tháo hay sao cậu gánh.
cái đó đó thôi, bà không có gánh thì thôi, tôi lấy vô liệu đó thôi, cậu có gì bỏ đi tôi gánh cho, chứ còn giống gánh gì, gánh đổ của cậu hết sao. Cái nó thôi bà ở già đi, ở già đây cái nó bắt người ta vô gánh à, khá đi hai ba tốp đi vô gánh mà không có sao hết cô ơi. Mà có cái thằng lính đó nó đi cách sao mà nó đạp cái bụng bị nổ chết thiệt, bà văng tới già tôi rồi thiệt, cô đó thì văng tới trong già tôi. Trước mà nó phát hiện ra gia đình cách mạng như mình, gia đình cách mạng rồi nó bắt mình vô sống trong ấp chiến lược rồi sống sao trong đó, trời cha trời ơi khổ lắm. Nó sống thì nó cứ ở nó theo dõi mình, ở theo dõi mình, mà cái chị đó thì chỉ cũng là cơ sở nhưng mà chỉ còn ở bên trong chứ chưa ra. Thì có nhiều hồ á về thì gặp chị, gặp em nó theo dõi ghê lắm, cứ theo dõi ghê lắm. Cái đó đó tôi cứ thấy bà Hồng với là bà Muối này hai người cứ thường nói chuyện. Thì cái lúc đó là cậu Bảy con làm ở ngoài Nha Trang á, làm ở ngoài Nha Trang mới gửi về cho má cái lá thư. Thì má mới coi, thì chị Sáu đó chị tới, thì nó rình đâu hoài mà má không có biết. Tới cái hồi á, ông vô trường vô, cái ông hỏi gì vậy, tôi nói ông hỏi cho bà cầm cái gì đó, tôi nói tôi cầm cái thơ của em tôi ở ngoài Nha Trang gửi về đây nè, coi đây đó, rồi tôi đưa cho nó coi. Cái nó nói bà tôi bà gặp đứa hai bà đài bà nói chuyện đứa tôi bắt á, tôi nói tôi có biết cái gì đâu bác, gì tôi nói vậy đó, nói tôi có biết gì đâu bác. Và cái lúc đó là trong ấp nó rất là lộn xộn, hơn mà nghe xe lơ đó là coi như nó muốn bắt người nào đó bắt, mà cơ sở nó lòi ra rất nhiều cơ sở, hầu cái lúc đó là cơ sở rất nhiều nó lòi ra, cho nên xe đó nó đã chiều xe lên là không biết là bắt ai, không biết là bắt ai. Thế lúc đó như vậy nó hỏi tôi vậy, thì tôi đưa cái thơ của em tôi ra, nó nghĩ là tôi là bà đài hai người liên hệ với nhau như vậy. Nó hỏi là tôi biết rồi tôi mới nói đây cái thơ này, cái thơ của em tôi nó gửi cho tôi ở ngoài Nha Trang, nó làm ở ngoài lò gì ta, nó gửi về cho tôi đây đó, quay đi. Rồi nó đâu có quay, nó biết là nó đâu có quay đâu. Rồi, nhiều chuyện lắm cô ơi. Bà ơi, thế bây giờ trong làng mình thì mọi người sống với nhau thế nào hả bà? Mọi người thì bây giờ sống thì coi như thì cũng qua lại, rồi cũng chơi chị em vậy. Rồi coi như là bây giờ sống cũng khó khăn đó, cô ơi, cũng rất là khó khăn đó. Rồi đồng tiền lương ấy, của xã người ta cấp đấy thì gần tháng được 1 triệu mấy đó. Rồi sống nhiêu đó qua ngày vậy thôi. Những cái gia đình cách mạng với những gia đình mà chế độ Ngụy á, bây giờ đi lại với nhau cái tình làm thế sao? Không hề gì hết. Sống đàn cũng không ai nói động thì tới nó để cho nó sống bình yên. Dân tộc. Đây đó. Sống bình yên không có nói động tới một cái gì hết. Không có bao giờ nói động. Hỏi thì tôi mới nói đi thôi chứ. Hầu giờ tôi cũng chưa nói với ai mà như vậy hết. Chưa có nói với ai như vậy hết. Coi như là mình thấy thì thao kể đó, chiến tranh thì hai con đường, ai muốn đi con đường nào mà đi thôi, nhưng mà con đường lạnh, con đường dữ thì thôi người ta chịu thôi, sau này có cái gì thì con đường nó cũng có cái hậu quả thôi. Cho nên tôi nghĩ vậy đó, cho nên đây rất sống với tôi rất là khó khăn đó, nhưng mà xóm đàn đây đó là nó bắt ai nó cũng quánh là sao má của bà Năm hay tao má đó bắt tao quánh ở đồ đó, mà con của bà là lúc đó đi ra ba người nữa. Rồi là cái lúc mà quánh trọng buổi chiều, quánh trọng buổi sáng, cái tao quánh xong nó chạy, cái này chạy ra đó, đủ thừa cho gia đình con của người đó vậy đó, nó đủ thừa cho như vậy ác vậy đó, mà không phải, không có người khác. Mà sau này mình khi mà cách mạng thành công rồi ấy, thì những cái người như là ác ôn này rồi này kia thứ mình có xử như thế nào vậy? Thì chắc cũng bình thường thôi chứ nó cũng không có nói gì đâu. Dạ. À, sao tôi thấy nó mới lạ lùng gì đó, rõ ràng như vậy đó mà cũng thấy không có gì hết. Không có xử. Mà ở xóm đẹp cũng ai nói gì tới đâu, cũng không ai tố nó, không ai nói gì hết. Dạ. Thôi để cho nó bình yên thôi. Dạ. Chắc cũng ai tố, chứ có người ta tố đó, chứ mà cái này không ai tố hết. Không ai nói gì, nó thông kệ, nó ở hiền thì nó gặp hiền,
mà nó ở dữ thì phải gặp dữ thôi. Bây giờ nó chết rồi, cái mã nó chôn rồi cả. Chết là bệnh nhà bà? Nhà mình chết bên nhà nó nè. Nhưng mà chết là bị bệnh hay bị sao? Bị bắn. À, bị xử bắn. Bị anh xét ở trên về. Ở trên về. Dạ, dạ. Cũng như canh nó đi xuống ruộng đó. Nó chạy. À, tức là khi đấy vẫn đang ở chiến tranh. À. Thì là mình xử, là gọi là xử ác ôn đấy. À, xử ác ôn đó. Dạ. Thế còn gia đình bây giờ của họ thì vẫn sống bình thường? Vẫn sống bình thường, giàu có lắm. À, dạ. À. Có đi nước ngoài không hay vẫn không, ở trong nước? Không, không có đi nước ngoài người không đâu. Đi nước ngoài. À. Và cái hầu đó là có như tò ở tổ mấy ông lắm. Tò cảm tử, tôi nói chắc chết đó. Lính nó bao giây. Mà không biết mấy ông làm cái sao tài tình kiếp. Tài tình kiếp. Là rất là tài tình. Tôi thấy giỏi đó, giỏi vô trừ giỏi. Mấy ông giỏi vô trừ. Về tại đây ăn xét nó, ăn xét không được. Ăn xét không được. Con cảm ơn má. Mà nhắc chuyện xưa là nó má buồn. Con xin lỗi. Con không có buồn gì đâu mà dạ. Được tuổi thân thôi. Chiến tranh rồi mất chồng rồi con cái hồi đi thì con thiệp nó có mấy tháng rồi. Chả biết tới bây giờ đó con không biết ba nó là ai á. Thấy thương như vậy thôi chứ cũng không biết làm sao. Còn cái lúc mà sắp bài giải phóng đó. Năm 75 đó. Mà tàu nó đổ xuống nó bắt như mưa, tôi đứng tôi khóc. Tôi nói thôi bây giờ chiến tranh rất là dài mà khổ quá đi. Thôi giờ trò ơn, nhờ ơn trên, nhờ làm sao mà cho nó yên đi. Người ta hưởng được một chút, còn con lỡ đã hy sinh rồi, chồng con đã hy sinh rồi. Thôi con cũng không buồn gì đâu mà anh em người ta còn về đó, rất là khổ. Tôi nói rải tàu mà nó nhủi xuống mà nó đổ bom xuống là bao biết bao nhiêu. Rồi tôi đứng tôi khóc tôi nói vậy. Nhà mình với nhà bên cạnh thì bây giờ như nào bà? Thì cũng bình thường thôi. Vẫn cũng qua lại bình thường. Cũng qua lại bình thường thôi chứ cũng không có nói gì hết. Ngày giỗ ngày Tết thì thế nào? Thì giỗ ngày Tết thì nó bây giờ nó đi lên kia hết rồi mà đất nó bao không đó. À. Đất nó bỏ không đó. Rồi đi lên phố ở rồi. Đó không nó đi dây. Trên rẫy ở đây đó. Nhưng mà nói chung là về đây thì bà con đối xóm người ta cũng hòa đồng, cũng không còn có cái không phân biệt gì nữa. Không có nói gì hết. Rồi kể cả chính quyền với địa phương, dân địa phương ấy đó cũng chẳng để gì chiến mà may là cách mạng thắng á, thế mà cách mạng mà thua á thì phải dí cái xóm này cũng chết đó cô. Dạ. Dí cái xóm này cũng chết đó. Cái làng này là bà vợ đó, ông chồng thì gì không nói. Yeah. Nhưng mà bà vợ thấy cứ quay ngó, dòm ngó nghe chó sủa thì đi dòm đi ngó. Cái chị dưới đây chứ đâu có mắc ngớ gì đâu, mà chỉ nghe mấy ông về bắt vô hỏi chuyện bà đó thì chỉ lại ra cái dòm mà bắt bà đánh được đó. Là con vợ đó, con vợ đâu ở đây mà bắt quánh là vợ không à. Không có ai hết. Thế là các ông chồng là đi. Ờ, chồng là đi. Đấy là toàn cái làng quá bụa. Chồng tham gia cách mạng về hy sinh hết. Các bà ở giá nuôi con. Mà thông thường ở đây là chỉ có một con. Tại vì là chỉ sinh được, chưa kịp được đứa thứ hai là các ông đã hy sinh hết. Mà thậm chí là ghi cha con không biết mặt nhau. Đó, con thịt đó đâu có biết đâu. Đâu biết. Nói thì lấy được coi những đứa con ra mấy tháng là coi như bố đã hy sinh. Mà sau này khi cách mạng giải phóng xong ấy, thì cách mạng về những đứa con mồ côi đó thì nhà nước lại có thành lập ra những cái trường. Như bà xã mình lại đưa vào cái trường nhà nước nuôi từ lúc nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Rồi nhà nước bố trí công an việc làm cho vào các cơ quan nhà nước. Cái chính sách được đơn đáp lý nghĩa nhà nước rất là tốt. Bà bây giờ nói chung là nay thì từ ngày đến giờ là các cơ quan nhà nước rồi các đơn vị tổ chức đỡ đầu ngày lễ ngày Tết rồi bà quà xài không hết đó. Ốm đau bệnh tật thì nhà nước cũng lo cho đâu bắt đồng tiền nào đâu. Coi như là không có cơ quan đỡ đầu, lúc đó là khổ lắm. Không có cơ quan đỡ đầu, không nhiều, cứ một tháng 200. Đó, cứ một tháng 200 thôi chứ cũng không có nhiều. Rồi cái bữa đó đây là đến đâu đó thăm. Rồi đối với cơ quan ủy ban kiểm tra nuôi tôi rất là lâu rồi. Và bây giờ tôi cũng còn đây thôi, bây giờ tôi nói là mấy em như vậy
thôi giờ tôi thì nuôi tôi hẹn đó cũng được rồi đó, thôi để cái số tiền đó để nuôi cho cái người khác. Nó không đâu, đỡ đầu cho bà, đỡ suốt đời luôn. Thì nào bà già mới là hết lớn. Tôi nói như vậy bà. Muốn nhường cho những người khác. Thế nhường, được rồi. Nhường cho người khác thấy tội nghiệp. Má năm nay là bao nhiêu tuổi? 83 tuổi cậu à. 83 tuổi rồi. Rồi bây giờ có con nó nuôi, rồi đã lo cho con đỡ rồi. Thế má là 83 tuổi thì có cái khoản trợ cấp gì của nhà nước hay lương hay cái gì không ạ? Có lương. Trợ cấp liệt sĩ. Chứ bà thì đâu không, có làm nhà nước vậy. Không, nhưng mà hình như có trợ cấp người cao tuổi đấy chứ. Có. Thì hình như là cái tiền liệt sĩ là thôi trợ cấp người cao tuổi không? Không, người cao tuổi, người cao tuổi là mình có vô trong cái hội người cao tuổi, mình có đậu tiền. Có đậu tiền trong đó cô à. Chứ đâu phải đơn giản đâu. Có đậu tiền thì hôm mai xuống với cô bác ơi. Thì không, cái... Con tưởng là mỗi người cao tuổi là một tháng như được là tháng mấy trăm như vậy đúng không? Không có đâu. Có như là... Bà đã hưởng trợ cấp liệt sĩ thì bà không được hưởng cái điều đó nữa. Không có hưởng được cái tiền đó. Là chỉ Tết ấy, nó cho gói đường, rồi chay dầu ăn thôi, không có gì đâu. Trợ cấp liệt sĩ thì bà đã hưởng trợ cấp liệt sĩ chỉ chay dầu ăn lẫn cái đường. Người bà bảo là thôi, bà được rồi, đủ rồi, bây giờ để mà làm cho người khác. Ta không chịu, ta đôi nuôi bà là nuôi suốt đời, ở đầu cho bà là suốt đời, chứ không có làm như vậy. Thôi chắc vậy ha, không bà. Thế để uống nước nhà, nhà sau còn nhà trên nhé. Thế trên. Thông thường thì bà... Bà ngủ trên. Nói ở trên, đó là mời một cô vô, là cô vô cô coi cái hình đó trên tư thờ đó là ai vậy? Dạ. Không có đâu, treo trên vách á. Treo trên vách á. Rồi tôi ra đây tôi kể chuyện cho cái hình đó cho mấy cô nghe. Cô biết không ha? Cô có biết không? Tôi đang ngủ trong giường có một mình tôi à. Thì bác mới vô bác thăm. Họ giải phóng rồi đó. Bác vô bác thăm, bác bận đồ như vậy đó. Bác vô bác thăm thì tôi thấy thăm rồi mà sao để sao tôi thấy dấu bác Hồ biết, có phải không phải vô thăm má rõ ràng luôn mà vô dỡ cái mùng lên thăm má rõ ràng luôn. Thì như vậy á là bác vừa quay lưng ra là có mẹ Quan Âm mà có mà mẹ Quan Âm vô mà tôi nói ủa mẹ Maria đi đâu đây nữa, tôi nói như vậy chứ tôi không có nói mẹ Quan Âm, nhưng mà tôi biết là mẹ Quan Âm. Thì cái bữa đó tôi đi ra nhà cái cô Lê đó, chồng của con đi cách mạng. Rồi cái ngày sinh nhật của bác á, là cái thằng con trai của cô á, nó thấy cái lùm mây đẹp quá. Nó dâng máy lên chụp. Thì nó lấy xuống đó coi thì bác. Thì tôi ra nhà bà tôi thăm bà. Thì tôi thấy cái hình của bác là giống trong cái giấc mơ của tôi đâu. Tôi thấy tôi nói, ủa cái hình này ở đâu mà con có vậy? Nó nói là cái ngày sinh nhật của bác á là con thấy cái lùm mây nó đẹp quá con mới dương máy lên con chụp. Bà con xuống con coi thì thấy bác. Rồi con đưa máy lên chụp nữa không có. Có một lần thôi rồi tôi nói thôi bây giờ bà đối với con này nè. Rồi cho bà xin một tấm. Con đi rửa cho bà một tấm. Đi nhiêu tiền bà gửi cho con để cho làm kỷ niệm. Bà quý lắm. Bà quý lắm con à, bà mong cái ngày hòa bình để mà gặp bác thôi, mà bây giờ gặp bác ở trong cái giấc mơ như vậy. Thì bây giờ bà ra đây bà thấy như vậy thì bà rất là quý. Thôi bây giờ cho bà xin đi. Rồi cái nó rửa nó đem vô, tôi mới gõ cho đó cái tiền rửa. Gõ đó tiền rửa. Rồi sau đó cũng không nhận, tôi nói con cứ lấy đi. Con cứ lấy đi. Chứ con không nhận là bà cũng không dám nhận cái anh bác đâu đó. Nhưng mà rồi có người tới cũng xin chụp. Mà có người thì chụp được, có người chụp không được. Ở bữa đó chồng của con gái của Nghiêm á, nó lên nó thăm má. Rồi nó thấy cái hình nó nói chứ ở đâu mà bà có. Rồi má cũng cười vậy. Nói thôi bà ơi, bây giờ bà cho con chụp nha. Tôi nói bây giờ bà nói với con nè, con chụp để cô làm kỷ niệm để treo bác. Phải quý trọng bác. Chứ con đừng có đi quảng bá ra mà con bán là bà không có chịu đâu. Cái nó nói dạ con thờ, con hứa với bà là con không có làm những cái điều đó.
nó chụp xuống rất là đẹp cô ha, đẹp hơn cái hình này nữa. Cái hình này nó cũng thấy cái dấu vết ấy ấy, chứ cái hình kia sáng sủa đẹp lắm. Cái hình trong cái máy thằng kia đó mà thấy rất là đẹp, là chồng của cô gì đó, cô gì em của con Hà đó cô hả? À, cô Hiền á đó. Đó bà thấy như vậy á, cái thôi tôi nói ông con không có thấy bác là sao bây giờ con lại thấy bác đi thăm con như vậy, vô thăm gì rõ ràng ràng luôn, mặc đồ đồ đó, cho nên gì mới biết chứ. Chứ sao gì biết được. Thì bác vừa quay lưng ra đi thì có mẹ quay ra đó, vợ với mẹ con thăm gì thì rất là buồn. Câu ca cảm ơn hai vợ chồng nha. Má cứ khỏe mạnh hay là cảm ơn hai vợ chồng nhiều đi lên thăm.